Câu số 1, chúng ta có đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ phân và đây là chữ chữ đảm đúng nhỉ? Đảm trong đảm nhiệm sẽ được đọc là tan đúng không? Như vậy chúng ta sẽ loại trừ các đoạn đọc là dan. Loại 3 và loại 4 này. Vậy còn phân và bươn thì trong chỗ này đọc là bươn tan. Đáp án đúng sẽ là số 2. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chia sẻ đúng không? Anh ấy đã chia sẻ với tôi cái khoản phí đó. Câu số 2. Tsuki wa gì đó ni kagayaite ita. Mặt trăng thì tỏa sáng gì đó. Đây là chữ tiên trong từ Triều Tiên. Tỏa sáng rực rỡ đúng không nhỉ? Thì phải là đáp án số 2. Azayaka. Sasayaka. Đây, sasayaka. Đây, cái chữ kanji của nó này các bạn này, các bạn thấy nó kinh khủng không? Có mấy cách viết cơ. Nhưng mà chữ này thường người ta không viết kanji nhá. Nagoyaka là chữ này. Chữ hòa có nghĩa là êm đềm. Yuruyaka là... Thôi xong cái điện thoại của sensei. Chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ... Hoãn có nghĩa là giảm bớt. Nhẹ bớt, thoải. Câu số 3. Đây là chữ thiêm và chữ phó đúng không? Sẽ đọc là tempu. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 1. Giải thích một chút này. Cái chữ phó bình thường nó đọc là phư. Phư. Ví dụ các bạn có trong từ gì đây? Trong từ ki phư chẳng hạn này. Đây, quyên góp chẳng hạn này. Đấy. Hay là trong từ so phư, gửi. Nhưng mà tại sao đây lại đọc thành phư? Bởi vì đằng trước là âm âm. Đấy, thì nó sẽ bị biến thành âm P đằng sau nhá. Như vậy đây sẽ là tempu, đính kèm thêm cái hóa đơn. Tiếp theo câu 4 và câu 5. Câu số 4, chữ này là chữ ngộ, có nghĩa là sai, nhầm đúng không nhỉ? Awatete, tegami no uresaki o ayamatte shimatta. Đáp án đúng đây sẽ phải là đáp án số 4. Vì vội quá nên tôi đã nhầm cái địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận của bức thư. Đáp án số 1, arasotte là chữ gì các bạn? Arasotte, araso là chữ... chữ tranh đúng nhỉ, trong từ cạnh tranh. Sakarate chữ nghịch là ngược lại này, đi ngược lại. Totonote, totono là chữ chỉnh, được điều chỉnh, được chỉnh đốn. Đọc là ayamaru. Ngoài cái chữ ngộ này còn có chữ này nữa, chữ tạ có nghĩa là tạ lỗi. Câu số 5, đây là chữ hiện và chữ dịch. Đấy, do vậy là các đáp án mà đọc là ki ấy, để các bạn nhầm với lại chữ quy ấy, là bị loại 4 và 2 sai. Vậy thì còn đằng sau là yaku hay là từ eki. Thì cái chữ dịch này có hai cái đọc là yaku hoặc là eki. Và trong trường hợp chữ này sẽ đọc là gen eki, đáp án số 3. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đương chức đúng không? Bố tôi đã gì đây? Bố tôi đã giải nghệ khỏi cái công việc hiện tại, cái công việc mà bố đang làm. Tiếp theo này, cách viết. Cách viết kanji nhá. Câu 6, 7 và 8. Câu số 6 nhá. Sekatsuhi o hojo suru. Các bạn thấy đọc là ho thì tất cả các đáp án đều đọc như vậy. À, ở đây có một chỗ bị nhầm lẫn một tí, đấy là đáp án số 4 này. Nó đang rất là giống đáp án số 1 đúng không nhỉ? Cái câu này là sensei đánh sai. Cái này sẽ phải là cái chữ tsukamaeru, cái chữ bổ này. Thì ở đây các đáp án, các chữ đứng đầu đều đọc là hô, chữ đứng sau, chữ trừ cũng đọc là dô và chữ trợ cũng đọc là dô. Thế nhưng mà cái từ mà tồn tại chính xác ấy là chữ bổ ghép với chữ trợ, có nghĩa là bổ sung. Đấy. Thêm như vậy, số 1 là bổ và trừ là sai, bổ và trợ đúng rồi, nghi bằng. Đây là gì đấy? Đây là bổ là cái chữ mà có cái bộ thủ là cái tay này là bắt nhá. Trong từ đánh bắt ấy, cái từ này không phải đi với từ trợ trong từ bổ trợ. Và số 4 là gì?
bị sai cả hai chữ đúng nhỉ? Rất là dễ nhầm, các bạn lưu ý. Câu số 7, katamukeru là chữ khuynh. Do vậy đúng ở đây phải là đáp án số 4. Số 1, chữ này là chữ khoảnh, trong từ khoảnh khắc, đọc là koro hoặc là goro cũng được. Thứ hai là gì nhỉ? Chữ này là chữ hoang, areru. Đấy, dữ dội này, đất hoang, đất hóa, arasu là bỏ hoang. Đây là chữ hoảng, awateru, hoảng hốt. Câu số 8, chúng ta cần từ đọc là chi điều, phải là chữ trị liệu. Đấy, vậy thì các bạn sẽ loại đáp án số mấy? Đáp án số 1, đúng nhỉ? Và đáp án số 2, bởi vì là cái chữ đằng trước là sai. Chữ đằng trước ở đây đang chỉ có một. Cái này chữ trị nó phải có ba, nó phải là bộ thủy đằng trước cơ. Nhưng mà đây là bộ băng, sai nhá. Chữ này là chữ dã, có nghĩa là đun chảy, đun nóng chảy này. Cái này thì các bạn sẽ được học ở trong chương trình N1. Tiếp theo, vậy thì chữ liệu nào đúng? Đúng nhỉ? Chữ liệu đúng phải là chữ có bộ gì? Có bộ, bộ nạch, có nghĩa là bệnh tật. Ở đây đúng phải là đáp án số 3. Số 4 ấy, chữ có bộ nhân đứng này là chữ liêu, trong từ đồng nghiệp, dorio. Đây, dorio này. Đấy, các bạn thấy chưa? Có mấy cái chữ nó na ná nhau nhá. Đấy là chúng ta có chữ đầu tiên là liêu, ký túc xá này. Dio là ký túc xá này. Tiếp theo là chữ gì? Chữ liệu, trong từ trị liệu, chi điều. Đây nhá, liệu này. Tiếp theo là chúng ta có chữ gì? Chữ liêu, người đứng này. Đấy, và một chữ nữa, đấy là chữ liệu trong từ medio. Đây, chữ liệu này mà có cái bộ mục là con mắt ấy, có nghĩa là sáng tỏ. Bốn cái chữ rất giống nhau. Theo 9, 10. Câu số 9. Kare ga shibui kao shitara kio tsuke nasai. Nếu anh ấy tỏ ra một cái khuôn mặt rất là shibui. Cái từ shibui này có thể dùng cho cái kiểu là màu sắc nó sẫm, nó đậm màu này. Hoặc là cái vị của nước trà ấy, nó đặc, nó đắng, đấy, đắng chát. Hoặc là cái gương mặt cau có, khó chịu, thì đây là cau có. Nếu như anh ấy có là, nếu anh ta tỏ ra một cái khuôn mặt cau có thì hãy cẩn thận đấy. Thì đáp án đúng phải là chữ gì nhỉ? Đáp án số 1 nhá, đấy, chữ sáp. Số 2, chữ này là chữ thanh, trong từ thanh khiết, kiyoi. Đấy, sai đúng không? Số 3 là gì nhỉ? Kokoro yoi là chữ khoái, dễ chịu, thoải mái. Và đây là nibui, cùn. Câu số 10, Tokyo. Tokyo, nếu đọc là toku thì cả chữ gì nhỉ? Cả chữ đặc lẫn chữ đắc đều đọc là toku hết. Đọc là kyo thì cả chữ cứ lẫn chữ hứa đều đọc là kyo. Thế nhưng mà đây các bạn phải xem cái ngữ cảnh. Kono Tokyo wa 1995 ni tekiyo sareta. Vậy thì đây phải là bằng sáng chế. Cái bằng sáng chế đấy nó được gì nhỉ? Nó được đưa vào sử dụng từ năm 1995. Đấy, nó có hiệu lực sử dụng. Vậy thì đây phải là đáp án số 4 đúng nhỉ? Là chữ đặc và chữ hứa, có nghĩa là bằng sáng chế. Các đáp án còn lại thì sai nhá. Đặc với đây là chữ cứ này, đây là đắc và hứa, đây là đắc và cứ, sai. Tiếp theo, phần gokese. Câu 11 nhá. Boku wa kimi to wa jinsei gì đó ga chigau. Thì đây các bạn thấy có cái từ jinsei, đây là một từ rất là quen thuộc. Trong tiếng Việt mình cũng nói là cái từ gọi là nhân sinh quan, đúng nhỉ? Vậy thì đúng phải là số 1, jinsei kan, có nghĩa là quan điểm về cuộc đời, quan điểm về cuộc sống. Tôi với cậu khác nhau về cái quan điểm sống. Câu số 2, nên là niệm, điểm hay là tư đều không đúng nhá. Doka anata no gì đó taiken no koto kaite kudasai, làm ơn hãy viết cái gì đó của bạn vào đây. Tô, đương này, hiện này, thực và bản. Thì thông thường cái chữ đương với lại chữ bản này nó hay dùng cho kiểu như là cái địa điểm nhá, ví dụ như là tô xạ này, tô tên, vân vân, honin. Nhưng mà đây là cái chữ là gì nhỉ? Taiken là trải nghiệm thì phải là đi với số 3. Đấy, jitsu taiken có nghĩa là trải nghiệm thực tế, jitaiken, trải nghiệm thực tế.
Hãy viết cái trải nghiệm thực tế của cậu vào đây thì mới đúng. Câu số 13. Watashi tachi wa yoku yoru gì đó made seiji nitsuite giron shita mono da. Chúng tôi ấy đã từng rất là hay bàn luận về chính trị cho đến chữ đằng trước là chữ dạ, đúng nhỉ? Nào, đây là chữ gì? Đây là chữ chân. Đây là chữ canh. Đây là chữ quá và đây là chữ ám. Thì đi với lại chữ dạ này đúng phải là đáp án số 2, đúng không nhỉ? Yohuke. Đấy, yoru fuke, xin lỗi. Có nghĩa là gì các bạn? Đến khuya. Đấy. Yofuke hoặc là yorufuke có hai cái cách đọc, thường là người ta đọc là yofuke nhiều hơn. Không phải đi với lại chữ chân, chữ quá hay là chữ ám nhé. Như vậy đúng của chúng ta là sẽ là 1, 3 và 2. Tiếp theo, phần từ vựng. Từ vựng 2 câu 1 nhé. Cho đỡ bị nhanh quá. Linh Kiều 1, Hoàng Anh 13, Cỏ Dại 23, Khắc Mạnh 13, Hoa 13, Bối Bối, chọn 3, Én Nhỏ 13, Hoàng Cường 13, Dương Anh, Nguyễn Hằng, Thùy Nguyễn 13. Hoài Thương 13, Đào Khuyên 13, Hương Lan 33, Bích Hồng 13. Câu số 14 này. Honjitsu wa ryōshin no jidō de chōnan no watashi ga maerimashita. Hôm nay tôi là con trưởng, tôi là con trai trưởng đã đến đây thay mặt bố mẹ. Đấy, thì mấy cái từ này nó đều na ná nghĩa nhau. Từ đầu tiên là từ daidi, chữ đại và chữ lý, đúng nhỉ? Có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là thay mặt đại diện cho một người nào đó, thông thường là cái mức độ nó không phải là quá là trang trọng nhá. Đấy, thì trong trường hợp này nó sẽ đúng với văn cảnh này là thay mặt bố mẹ. Các bạn đúng, chúng ta sẽ là đáp án số 1. Câu số 2. Đáp án số 2 và số 4 đều đọc là cô tai. Đều đọc là cô tai và mang nên nghĩa giống nhau luôn. Có nghĩa là cái sự luân phiên nhau làm gì, thay nhau làm. Ví dụ như là đi phượt, đúng không? Đi phượt với bạn thì thay nhau lái xe thì dùng cái từ này. Thì đây không thể là thay nhau được. Đai hiểu là đại biểu, đại diện. Thông thường đại diện cho đất nước, đại diện cho thế hệ trẻ vân vân. Ở đây sai. Thì ở cái phần mà đánh đáp án thì hôm trước là CC đánh nhầm sang 3, CC đã sửa lại rồi. Bạn nào làm đúng câu này thì vẫn được điểm nhá. Câu số 15 này. Kino oame ga futta se de kawa no mizu ga chairo gì đó iru. Hôm qua ấy, tại mưa to mà nước sông nó làm sao đấy, màu gì đây nhỉ? Màu gì đấy? Màu nâu này, màu đục này. Thì ở đây phải là mấy? Kusatte. Kusatte là chữ này. Thối thiêu ươn này. Sabite. Sabiru đã từng ra trong phần cách dùng từ. Có nghĩa là dỉ, đúng nhỉ? Ví dụ như sắt thép chẳng hạn. Nigote, đục. Và kogete là cháy khét, món ăn chẳng hạn. Sai, đúng ở đây. Nước đục thì phải là đáp án số 3. Tiếp theo, câu số 16-17. Câu số 16. Kanojo ga totemo gì đó ni denshi o suru sugata o mitara kitto oen shitaku naru yo. Nếu như nhìn thấy cái dáng vẻ tập luyện một cách gì đó của cô ấy, đấy. Nhìn thấy bóng dáng cô ấy tập luyện một cách như nào đó thì nhất định là cậu cũng muốn cổ vũ đấy, ủng hộ cô ấy. Số 1 này. Chữ này là goin. Có
có nghĩa là gia trưởng áp đặt, đúng nhỉ? Cứ khăng khăng cho rằng mình là đúng và áp người khác phải theo. Số 2 là nesin, chữ nhiệt và chữ tâm có nghĩa là gì nhỉ? Hăng hái, nhiệt tình, có vẻ như là đúng trong trường hợp luyện tập. Số 3 là nechu. Các bạn lưu ý cái từ này là danh từ hoặc là động từ nhá, không phải là tính từ, do vậy là dùng dạng là nechu ni là sai. Đấy, nechu ni, nếu như là dạng danh từ phải là nechu ni naru gì gì đấy, không được, không đi với dạng là nechu ni xong động từ đằng sau như này. Loại số 3 này. Số 4 là gì nhỉ? Kyoko, chữ cường và chữ ngạnh có nghĩa là cứng rắn, mạnh mẽ. Thì đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 2, luyện tập một cách say sưa miệt mài, hăng hái, nhiệt tình. Số 17, mada jikawa nani nani aru kara sonna ni awate nakute mo daijoubu da yo, bởi vì có thời gian gì đó, về sau là không cần phải vội, không cần phải hoảng hốt, cuống lên như vậy vẫn ok mà. Vậy thì phải nghĩ là không có, vẫn còn nhiều thời gian, đúng không? Từ nào là nhiều? Yukuri là từ từ, thong thả này. Sapari, đấy, sapari là ví dụ như là đầu óc sẽ là đầu óc thoải mái, sảng khoái. Hoặc là đi với lại nai là sapari, nai là hoàn toàn không, vị vị nhạt. Gishiri là được nhồi nhét, được lèn chặt vào trong một cái gì đó. Tapuri là đầy ắp nhiều, giống ta cứ sẵn. Như vậy đúng ở đây phải là yon bằng số 4. Tiếp theo, 3 câu luôn nhé, 18, 19 và 20. À, như vậy là câu này là câu mà cái câu số 18 ấy là câu mà các bạn đang phân vân giữa hai từ là số 2 và số 4 là nhiều nhất, đúng không? Dom dom gì đó susume nai to jikan nai ni owarimasen yo. Dosa là động tác. Động tác của con người này, không phải rồi. Số 2 sagyo là công việc, đúng không nhỉ? Hoặc là thao tác. Số 3 là sangyo. Và số 4 là gì đấy? Sô sợ là thao tác. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái từ số 2 với số 4 ấy, đúng là cái từ mà sẽ, thực ra là cái câu này ấy, sensei thấy là cái đề gốc là nó không chuẩn lắm. Bởi vì hai cái từ này thực ra là đều có thể cái nét nghĩa ấy đều có thể đúng. Thế nhưng mà chúng ta xét một tí này. Cái từ sô sợ là thao tác, thông thường là thao tác khi chúng ta điều khiển máy móc các bạn nhé, hoặc là cái sự thao túng cái gì đó. Đấy. Còn trong ba men là công việc nói chung ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng hợp lý nhất thì phải là đáp án số 2. Và đi với lại động từ susumeru thì sẽ là động từ thì sẽ là danh từ sagyo. Đấy. Nhiều khi là chúng ta sẽ phải nhớ cái văn cảnh, nhớ cái hoàn cảnh của câu đó. Đáp án đúng ở đây sẽ phải là số 2. Sagyo là ngành nghề sản xuất này thì không chính xác. Nếu như không xúc tiến cái gì nhỉ? Cái công việc nhanh lên thì sẽ không xong trong cái khung thời gian quy định đâu. Cái từ sagyo này nếu mà gọi là nó giống cái từ gì thì nó giống cái từ shigoto, nhưng mà shigoto là công việc nói chung, còn từ sagyo ấy là chỉ một cái việc mà làm việc một cách rất là khoa học, có kế hoạch. Đấy, những cái việc mà sử dụng trí óc hoặc là sức lực dựa trên một cái mục đích hoặc là một cái gì nhỉ, hoặc là một cái bản kế hoạch nhất định, thì sẽ dùng cái từ sagyo này, nó mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Còn shigoto này thì sẽ bỏ qua cái sắc thái đấy đi. Đấy. Cái từ sô sạ thì thực ra sensei thấy 4 cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở đây nếu gọi là đúng nhất ấy, thì sẽ phải là 2. Đi thi GPT đề thật thì sẽ không có cái câu nào mà có thể cả hai cùng ok đâu. Chỉ có một câu thôi. Nhưng mà ở đây là bởi vì là đề gì nhỉ? Bởi vì là đề thi người ta cho là đề thi thử ở các bên người ta làm. Đấy. Chắc chắn là nhiều câu từ vựng thì sẽ phải sensei sẽ phải lấy từ các nguồn rồi, chứ không thể nào mà tự nghĩ ra từ vựng thế này thì sẽ không chuẩn được. Cho nên là khi mà các bạn thấy khi mà các bạn thấy mà những cái câu nào mà có nhiều hơn một đáp án mà nó chính xác ấy, đấy, thì chúng ta coi như là cái bước tham khảo và chọn ra cái đúng nhất nhá. Giống như là cái đề nghe mà lúc chiều ở trên nhóm N2 có mấy bạn thắc mắc đấy, rõ ràng đề nghe sách do người Nhật làm, vậy mà người Nhật làm khác, nghe lại chọn phương án khác. Đấy. Câu số 19 này. Shigoto to jikan toyu gì đó nitsuite reporto kake nakereba naranai. Về cái gì đó gọi là công việc và thời gian thì phải viết báo cáo về cái này. À, ở đây chúng ta thấy có từ là từ reporto là báo cáo, đúng không? Đằng trước lại đang để là cái tiêu đề như này, vậy thì hợp lý nhất sẽ phải là gì nhỉ? Tema là nhan đề, tiêu đề, đề tài. Có vẻ hợp lý. Data là dữ liệu. Process là quá trình.
Và relax là cái sự nghỉ ngơi, thư giãn. Đúng, ở đây phải là một nhá. Đề tài, giống từ shudai, chủ đề. Câu số 20, một câu từ láy. Nihongo de minna no mae de hanasu no wa sugoku nani nani shita. Doki doki, gira gira, gara gara và hiso hiso. Doki doki là căng thẳng, chống ngực đập thình thịch, đúng không? Thì đối với lại cái ba men là nói chuyện trước nhiều người thì hợp lý nhất sẽ là một, đúng nhỉ? Gira gira là chói chang này, gara gara là vắng tanh vắng ngắt, rất là nhiều nghĩa. Rồi giọng khàn đục, tiếng ầm ầm vân vân. Nhưng mà hay dùng nhất là vắng vắng vẻ. Hiso hiso là thì thầm, nói với nhau mà không kiểu như là chỉ dí sát tai vào miệng của nhau, dí sát miệng vào tai của nhau và nói nho nhỏ để cho người khác không nghe thấy ấy. Đúng, ở đây phải là đáp án số 1. Thì thực ra cái phần từ vựng này là nhặt ra những câu hơi dễ so với đề thực tế các bạn ạ. Đề thực tế nó sẽ khó hơn này một ít nhá. Riêng cái môn đai này là như vậy, còn các môn đai khác là tương đương. Tiếp theo, phần từ đồng nghĩa. Câu 21 và 22. Câu 21, ki điêu cử gạo otoroe ta. Kanji nó là chữ gì nhỉ? Đây. Chữ Hán là chữ suy trong từ suy nhược, đúng không? Đấy. Nào, thì đúng rồi, của chúng ta phải là mấy? Liên quan đến giống cái nghĩa của từ suy nhược nào. Một là tê cờ star, giảm sút này. Ki điêu cự ở đây như kiểu là cái gọi là cái sức mạnh tinh thần đấy. Kai phức là hồi phục. Sukarina kunata là mất hết, không còn tí nào. Thì không đồng nghĩa với suy giảm. Suy giảm có thể nó vẫn còn nhưng mà nó bị giảm đi thôi. Còn lại một chút một ít thì cũng không đồng nghĩa với cái quá trình suy giảm này. Đấy, nó phải là một cái diễn tả hên cờ, đúng không? Thay đổi. Do vậy đúng nhất ở đây phải là đáp án số 4. Câu số 22, barabara là riêng rẽ rời rạc, thì đúng phải là mấy? Mấy cái người cấp dưới ấy, đúng không nhỉ? Chúng nó hoạt động, chúng nó hành động một cách như nào đây? Rời rạc riêng lẻ. Một sumiyaka là nhanh chóng này, betsu betsu nhị rời rạc. Mỗi người một kiểu. Tekikaku nhị là đích xác, chắc chắn, chính xác. Tekipaki là gì nhỉ? Là nhanh, đúng không? Rồi thì sáng suốt, lựa chọn. Không phải, đúng ở đây sẽ phải là hai. Betsu betsu nhị. Tiếp theo. Câu 23, 24 và 25 nhé, ba câu. Câu số 23. Câu này chắc là nhiều người không biết, đúng không? Bởi vì thực ra ấy, cái từ này được xếp vào từ vựng N1 các bạn nhé. Thế nhưng mà đi thi N2 các bạn sẽ luôn có một hai từ N1 ở trong phần từ đồng nghĩa. Đấy, ngày xưa thì nó cho N2 nhưng mà bây giờ ấy bởi vì là kho từ N2 ít dần rồi, người ta sẽ cho vài từ N1 vào. Và cái từ này hình như là đã từng ra trong phần cách dùng từ của N2 rồi ấy. Từ này đọc là shiso, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là giản dị, khiêm nhường. Đấy, đang sống một cách gì đây? Đang sống một cách, một đời sống giản dị, khiêm nhường ở một cái căn hộ nhỏ. Nhiều bạn sẽ không biết từ này đọc là gì, không biết từ này nghĩa là gì và nghĩ là sống cái chisana apato này chắc sống một mình, thì chọn đáp án số 3 là cô đi, là cô lập. Không phải, nó là gì đây? Đáp án số 4, tsutsumashi cử. Tính từ tsutsumashi có nghĩa là giản dị. Ở trong bài đọc hiểu N2 chúng ta đã từng có rồi đấy. Đúng, ở đây phải là số 4 nhá. Toboshi cử là nghèo nàn. Sống một cách shiso và toboshi khác nhau. Toboshi là nghèo nàn, túng thiếu, nhưng mà đây có thể là người ta vẫn vẫn có tiền, thế nhưng mà người ta không thể hiện, không phô trương, không khoe khoang ra, người ta chỉ sống một cách giản dị thôi, đơn giản thôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Do vậy là một sai. Kakurete là sống ẩn giật, không phải. Câu 24, kono mondai wa shimpuru da. Chúng ta có cái từ này là từ tiếng Anh là gì nhỉ? Là từ simple, đúng không? Có nghĩa là đơn giản, thì đương nhiên là nó đồng nghĩa với từ kantan. Đấy. Do vậy đúng ở đây sẽ phải là mấy? Số 1, tanjun, đơn thuần. Fukuzatsu là phức tạp. Tandoku là đơn độc. Shocho là tượng trưng, biểu tượng. 25 này. Kanojo no hanashi o kiite hotto shita. Tôi nghe câu chuyện của cô ấy và tôi cảm thấy hotto shita. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Gakkari shita là gì? Gakkari là thất vọng. Bikkuri là giật mình, hoảng hốt. Anshin là yên tâm và senpai là lo lắng. Thì đây đúng phải là anshin nhá, yên tâm, nhẹ người. Em dùng loại trừ lại ăn may đúng câu 23. Ở đi thi chúng ta cũng sẽ có thể dùng loại trừ các bạn ạ. Ví dụ các bạn chọn được mấy câu rồi mà các câu đấy, ví dụ thường ấy, không phải là tất cả nhưng mà
thường người ta sẽ cho là các đáp án là sẽ đủ, tức là 5 câu này nó sẽ đủ 4 đáp án A, B, C, 1, 2, 3, 4. Thì nếu các bạn chọn được 4 câu đấy, 4 hoặc 3 câu là được mấy đáp án rồi, mà trong khi còn thiếu một phương án còn lại chưa chọn, thì các bạn hãy nghĩ đến khả năng là gì đây, nó có thể là đáp án mà chúng ta chưa khoanh nhé. Ví dụ này, câu 21 là chọn 1, câu 22 chọn 2, câu này chọn được là 1 và 3 rồi, vậy thì còn 4 đúng không? Chúng ta có thể loại trừ bằng cái cách đấy, cũng là một cách có thể tham khảo. Tiếp theo phần này, đây có thể là coi coi là bài từ vựng khó nhất, một và một bài ấy, nó chiếm tận 2 điểm. Như vậy là một cái môn bài này là bằng một môn bài đọc ngắn đấy các bạn. Đọc ngắn là chúng ta có 5 câu đúng không? 5 câu mỗi câu 2 điểm là 10 điểm, thì cái này cũng 5 câu mỗi câu 2 điểm là 10 điểm. Chúng ta có câu 26, chữ Hán là chữ gì? Chữ chi và chữ gì nhỉ? Chữ chi và chữ trì đúng không? Đọc là CG. Cái chữ này có nghĩa là ủng hộ, hậu thuẫn đúng nhỉ? Thường về mặt tinh thần đấy, thông thường dùng cho kiểu như là các chính trị gia, những người có quyền lực được sự tín nhiệm từ những cái người có cái vị trí thấp hơn ấy, thường là như vậy. Chúng ta cùng xem các đáp án còn lại nhé. Bukani shoryo sakuse suru yo shiji shita, tôi đã ủng hộ là hãy, tôi đã ủng hộ cấp dưới là hãy soạn thảo tài liệu. Cái này phải là gì? Cái này phải là tôi đã ra chỉ thị. CG này phải là chữ này cơ mới đúng này. Đấy, tôi đã ra chỉ thị cho cấp dưới là phải làm cái điều đó. Câu 2. Hisai chi ni CG no butsu ga okurareta. Cái vật tư được gửi đến cái vùng gì đây? Cái vùng thiệt hại. Vật tư gì nhỉ? Vật tư chi viện, cứu viện, hỗ trợ. Đây phải dùng từ CN các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ đi kèm với cụm là CN butsu, là cái vật tư mà cứu trợ ấy cho những cái vùng khó khăn, ví dụ như là đợt lũ vừa rồi ấy đúng không nhỉ, ở miền Trung. Migoto ni daiichi shiji no daigaku ni gokaku shita, tôi đã đỗ vào trường đại học gì đó số 1 một cách rất là ngoạn mục đấy, một cách rất là tuyệt vời. Thì đây có từ daiichi thì phải là nguyện vọng 1 đúng không nhỉ, đây là từ shibo, chí vọng này, mà cụm, một cụm cố định. Câu số 4. Kare wa oku no shimin kara shiji sarete iru. Anh ấy được gì nhỉ? Được đông đảo quần chúng, người dân trong thành phố ủng hộ, hậu thuẫn. Đáp án đúng sẽ phải là đáp án số 4. Yon bằng. Tiếp theo câu 27 nha. Chúng ta có câu 27, chữ này là chữ thích và chữ ứng, đọc là gì các bạn? Tekio đúng nhỉ? Cái chữ này là chữ thích và chữ ứng, và nó dịch nghĩa như vậy luôn, là sự thích ứng hoặc là sự thích nghi. Đấy, thích ứng, thích nghi với một môi trường, một hoàn cảnh. Kono tori wa esa ga sukunai yama de no sekatsu ni yoku tekkyou shite iru. Loài chim này nó đang thích ứng, nó đang thích nghi với nó đang thích nghi rất là tốt, đang thích ứng rất là tốt với cái cuộc sống ở trên núi mà ít ít mồi. Đúng, ở đây phải là đáp án số 1 đúng không? Câu số 2 này. Jikogo tekkyou na shochi o sugu ni okonatta no de inochi ga tasukatta. Sau tai nạn ấy, bởi vì là đã tiến hành đúng nhỉ? Đã tiến hành ngay lập tức cái biện pháp xử lý phù hợp. Này, các bạn phải dùng từ tekisetsu nha, chứ không phải là thích ứng, tekisetsu. Nó sẽ đi với từ gì nhỉ? Nó đi với từ shochi này này. Câu 3. Taoreteru hito ni koe o kaketa ga mattaku tekkyou ga nakatta. Tôi đã cất tiếng gọi người bị ngã, thế nhưng hoàn toàn không có. Đây phải là không có gì, không có hano, không có cái phản ứng gì cả. Câu số 4. Gì nhỉ? Chi ga takakunaru to sore tekkyou no tsukiai ga aru. Khi mà địa vị càng cao ấy thì sẽ có những mối quan hệ tương ứng với nó. Đây sẽ là từ so-o đúng nhỉ? Tương ứng. Đấy. Thích ứng là thích nghi à, sensei? À đúng rồi. Tiện bạn cỏ dại bạn hỏi thì sẽ nói luôn với mọi người nhé, cái từ thích ứng ấy nó sẽ mang nghĩa là thích ứng hoặc là thích nghi. Thế nhưng mà khi mà từ thích nghi này, đây là từ vựng N1 các bạn nhá. Cái từ thích nghi này nó không phải là thích nghi giống như cái từ này đâu. Do vậy nói là cái loài chim này nó thích nghi với cuộc sống là sai. Cái từ thích nghi này trong N1 có nghĩa là cái sự tùy ý của mình
mình tiện cái gì thì mình làm theo cái kiểu đó. Đấy. Thích nghi sẽ không được dùng như cái từ thích nghi trong tiếng Việt. Tiếp theo câu 28. Cái từ này đọc là gì các bạn? Ai từ ngữ đúng nhỉ? Ai từ ngữ nó dùng để diễn tả cái sự tiếp nối, tiếp tục, liên tiếp của một cái trạng thái, một cái tình trạng thông thường sẽ là gì nhỉ? Sẽ là không mong muốn nhá. Đấy, nozomashi kunai jōtai ga tsuzuku koto, một cái sự việc không tốt nó tiếp nối. Một torihiki saki kara denwa ga atte Tanaka buchō ni. Nào, có một cuộc điện thoại từ phía đối tác cho nên là tôi đã chuyển máy cho ông này đúng không? Thì chuyển máy chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng từ tori đúng nhỉ? Tori tsugu. Đây từ này nhá. Tiếp theo câu số 2. Kono chikaku no kōsaten de kōtsujiko ga aitsuida. Thì ở đây các bạn thấy đằng trước nó là cái kōtsujiko là một cái tình trạng không mong muốn, đúng nhỉ? Tình trạng xấu đấy là tai nạn giao thông. Cái tai nạn giao thông ở cái ngã tư kia ấy, ngã tư gần đây, gần đó thì xảy ra liên tiếp, chính xác đúng sẽ phải là 2. Câu 3 này. Jūpunkan no kyūkei o hasami kaigi wa aitsuida. Cuộc họp đã tiếp tục đúng nhỉ? Sau khi nghỉ giải lao 10 phút. Cuộc họp tiếp tục thì phải dùng từ tsuzuku chứ không dùng cái từ này. Tsuzuita. Câu số 4. Kōji ga owari yatto internet ga aitsuida. Cái việc thi công đã hoàn tất và cuối cùng cũng gì nhỉ? Internet cũng đã được kết nối, đây phải là từ tsunagu đúng nhỉ? Tsunaida. Tiếp theo nhé, câu số 29 nào. Chúng ta chỉ còn 2 câu nữa thôi. Câu số 29. Từ này là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ kanji thì là chữ chứ. Nhưng mà cách đọc có thể là nhiều bạn không nhớ đâu. Ichijirushi. Cái chữ này nó mang nghĩa là đáng kể, rõ rệt, nổi bật. Nó sẽ đi kèm với những từ sau này mọi người này. Simple. À, tiến bộ này. Cái sự tiến bộ rõ rệt. À, cái sự gì đây? Cái sự thay đổi henka. Đấy. Secho, trưởng thành này. Và hạt tên, phát triển một cách rõ rệt đáng kể. Như vậy ở đây, dựa vào hinto đó chúng ta phải chọn đáp án đúng là đáp án số 3 nhá. Ano kuni wa kono 10 nenkan de ichijirushi hatte o togeta, có nghĩa là cái đất nước kia ấy thì trong vòng 10 năm nay đã có được cái sự phát triển một cách rực rỡ, một cách đáng kể. Đấy, một cách nổi bật. Đúng sẽ là sam bằng. Một này, kare wa sekai teki ni mo ichijirushi saka no sai o morata. Anh ấy đã nhận được chữ ký của nhà văn nổi tiếng thế giới. Thì nổi tiếng chúng ta phải dùng gì? Yume. Đúng nhỉ? Yume na này không thích dùng yume thì dùng từ cho. Cho me na này cũng được. Chứ không phải là từ này ichijirushi nhá. Câu số 2. Kyo no kanojo no fukuso wa hade de totemo. Cái trang phục ngày hôm nay của cô ta lòe loẹt và rất là gì nhỉ? Gọi là rất là rực rỡ, nhiều màu sắc ấy, có thể dùng từ kebakebashi. Đây, từ hơi khó một chút. Nó thực ra nó khá là giống cái từ HD, nhưng mà cái từ HD là thể hiện cái tính chất của cái bộ màu, cái bộ trang phục này. Còn cái này thể hiện cái sắc thái mà cái mắt chúng ta cảm nhận được, nó nhấn mạnh hơn. Câu số 4. Kare no gendō wa hijōshiki ga gì đó node mina ni kirawarete iru, là gì nhỉ? Lời nói và hành động của anh ta thì cái sự gọi là thiếu hiểu biết, nó làm sao đấy cho nên là bị mọi người ghét, nó quá là khủng khiếp đúng không? Có thể dùng cái từ hanahadashi. Câu này thực ra là tính ra là N1 đấy, từ này này là từ N1. Thế nhưng mà tại sao lại cho xuống N2? Là bởi vì ấy, bây giờ các bạn thi sẽ gặp nhiều từ N1 cho xuống nhá. Ngày xưa khoảng trước năm 2018 ấy thì là từ vựng N2. Thế nhưng mà sau đấy là có năm CC thấy còn 5 từ thì có tận 4 từ N1. Tiếp theo câu cuối cùng của chúng ta, câu 30 nào. Câu 30. Zushiri. Cái từ này là học ở trong Shinkansen N2 rồi nhưng mà có thể là nhiều bạn sẽ không nhớ.
Mấy cái từ phó từ này cũng khá là khó nhớ. Ziri là gì? Nặng, nặng nề, nặng trĩu, nặng trịch, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây có cái hint tội là từ omokata. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1 nhá. Do de dekita kabi wa ziri to omokata, có nghĩa là cái lọ hoa được làm bằng đồng ấy thì nó nặng trĩu, nặng trịch. Câu số 2, kare no noto ni wa ziri to suji ga kakikomarete ita. Trong vở của anh ta thì số được viết chi chít, đúng không? Đấy. Thì đây phải là gì? Đây phải là bishiri. Chi chít này thì đi với cái từ là từ được viết như này. Câu số 3. Hakara no kotsuzumi ni wa iroro na mono ga zushiri tsumatte ita. Trong cái bưu kiện gửi từ mẹ, mẹ gửi cho tôi ấy, thì có rất là nhiều thứ nó được gì nhỉ, được nhồi nhét, được lèn chặt vào đây. Thì đây sẽ là gì? Đây sẽ là từ Gitsiri, đúng không? Đấy. Câu số 4. Anewa sewa takakunai ga zushiri to shita karadatsuki da. Anh tôi ấy, thì không có cao nhưng mà anh ấy có một cái hình thể như nào nhỉ? À, chắc chắn, rắn chắc, đúng không? Gashiri. Thì đáp án đúng của chúng ta câu này phải là đáp án số 4 nhá. À xin lỗi, đáp án số 1. Thì đó là gì nhỉ? Đó là cái phần chữa bài của chúng ta.